Chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Robot Cho Mọi Người. Và ở video này thì sẽ là một video hướng dẫn về cách cài đặt Android Studio, một công cụ lập trình Android. Thì cái công cụ Android Studio này nó có một cái điểm là khi mà nó yêu cầu máy các bạn chạy vào RAM 8GB và ở nhớ vào bộ nhớ thì tương đối lớn một chút, tầm vài chục GB còn lại để mà dùng. Thì tốt nhất là máy của bạn nên tương đối mạnh một chút để các bạn cảm thấy tự tin. Ví dụ như máy các bạn nên cỡ khoảng là 8GB đổ lên, và ổ cứng tương đối rộng các bạn nên để cài. Rồi ok, video này sẽ bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ vào Android Studio download để tìm đến Google. Nó thì mình vào đây Android Studio SDK 2. Rồi ở đây thì download Android Studio. Một loạt cái đồ họa thì mình sẽ tải xuống. Rồi, để vào download này. Học thì nó sẽ bảo hơn. Thế này thì nó về cái việc là cài hay không cài thì mình sẽ install anyway. Cài cả Android Studio và cả cái máy ảo của mình. Rồi, next. Mình ở đây máy mình chỉ có OC thôi, cho nên mình sẽ cài vào OC. Next. Rồi, Android Studio install. Rồi, máy mình cũng khá là ok. Mình cũng vừa mới làm cái RAM 16GB để làm việc cho nó ổn. Chính viên là mình muốn học tốt thì là máy tính của mình nên máy hết sức có thể. Dĩ nhiên là các bạn phải tiết kiệm tiền các thứ để làm được đó. Tuy nhiên là một cái như là RAM nhớ là rất quan trọng là chính viên. Thì ví dụ mình hôm nay mình dùng RAM 8GB sẽ không thể nhanh bằng RAM 16GB được. Thì mình rất thích cái tốc độ nhanh của máy tính. Có thể là những lời khuyên của mình sau này về máy tính nó sẽ thay đổi, nhưng mà hiện giờ là như thế nha. Finish. Đây. Import Android Studio setting. Trước đây mình có cài một bản rồi thì mình import không, thì mình không muốn import. Chuyện cũ rồi. Không muốn xóa không. Rồi ok, mình xóa cái cũ. Mình xóa cái Android Studio cũ. Bây giờ xong sẽ mới hoàn toàn. Mình sẽ sử dụng các công nghệ mới hoàn toàn. Custom setting rồi mình chọn bảng standard thì mới học. Rồi next. Mình sẽ không biết nữa, mình chắc là không biết là có làm được hướng dẫn nhiều không. Thì nếu mà làm hướng dẫn thì các bạn nên chọn bảng line cho nó sang. Còn không thì các bạn mình đã có một máy tính để mà tác, nên là mình cũng muốn trải nghiệm bảng line thì cần nó xem là như thế nào. Rồi SDK folder finish.
folders were not installed. Rồi thử lại. Thử lại cái speaker này. Rồi, còn thử allow cho phép. Rồi, cái này thì nó sẽ tự cải những thứ nó cần. Đấy, mình hy vọng mình luôn thích dùng cái thứ tự động như vậy. Dĩ nhiên là cái tính đấy cũng dở nhé. Với các bạn kỹ thuật thì thật ra tính đấy cũng dở. Tiện thì nó tiện thật, nhưng mà ví dụ nó khi có vấn đề là không biết cách xử lý thế nào. Rồi, finish. Ok, vậy là mình đã cài đặt xong Android Studio. Mình sẽ thử một cái project. Thật ra đầu tiên thì mình khi mà học ấy, các bạn làm gì mình cũng phải vào NMT Activity đi trước. Nhưng mà mình thử được vào cái này đi. Đó, ứng dụng thì mình để trong user cái thư mục này. Đấy, thì mình sẽ xài Java. Mình sẽ để tên application, my application để lên mặt. Thật ra cái này mình bấm vào để test để xem các cái chức năng chạy ok không. Cái này thì đặt lên để chờ nhá, để cho máy tính nó load một tí thì các thứ đang load ở trong này. Cái này phải chờ, không thể làm gì khác được. Nó là tin mới các kiểu, là xem có gì quan trọng. Thưa một bài. Thì dạng nhiều để làm cái việc này để nó tốt hơn. Ăn cái studio thì nó khá mất thời gian khởi động được vào và máy tính nó làm sao ấy đấy, và nó cũng tương đối đấy. Ôi thật ra là mình mới có cái dạng 16 GB, thế nên là mình cảm thấy nó đã happy về quả dạng này đó. Tranh thủ cái video này thôi, là mình mới học thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn cách cái trải nghiệm mà cài Android Studio thế nào. Các bạn làm đăng ký và chịu nhiều khoảng vài chục mê thì có thể cài được rồi. Và giờ không số đến vài chục mê theo cái tỷ lệ mà khoảng 2-3 GB thôi, nhưng mà ít quá thì nó sẽ là điều quan trọng. Nên mình cố gắng cũng cả cái nhớ tương đối lớn một tí, và nếu mà có cái này thì có thể sử dụng và 16 GB. Trải nghiệm của mình là như vậy. Ổn, cái ra đến ổn để trở thành mình học tốt hơn. Mình để làm mình học tốt hơn thì phải làm loại nào. Rồi, mình chờ. Tại vì ghi là 2-3 GB, nhưng mà các bạn bày dự án vào cái này cái nọ hình ảnh các thứ là các bạn không tới đó. Thế nên là bộ nhớ mà ít thì có chịu là sử dụng và có chịu. Và theo kinh nghiệm của mình thì bộ nhớ nhận được là 256 GB/s, tức là mình lấy cái này SSD thì 256 GB là bắt đầu dùng cho ok. Còn 128 thôi, thật sự 128 thì có chỉ có một đường xe nó ít. Dĩ nhiên là các bạn có thể mình để phải một chỗ đấy.
sắp xong. Không chưa thành. Chưa cập nhật index lại thì gặp kiểu chắc lần đầu tiên khởi động mình sẽ lâu như vậy. Ok, như vậy là xong. Đây thì chưa có cái thiết bị gì cả. Mình có chạy thử chương trình. Giờ thì mình có thử máy ảo lên rồi create một cái máy. Tạo một cái máy ảo để xem có cái máy ảo gì được. Ở đây thì trước thì nhiều người comment mình cái bộ sổ thì mình cứ làm theo cái đúng thiết bị này đi. Bản R, bản V, bản O, các bạn này. Next. Rồi mình sẽ sai tạo một cái để có cái mà test code được. Rồi, vậy là xong. Rồi, vậy là mình đã có file next. Rồi, bình thường không có thể mình sẽ để làm finish. Ok, vậy là mình đã có cái máy ảo để dùng. Rồi, ok, bây giờ thì ví dụ ở đây là một cái chương trình đầu tiên mà Android Studio để cho chúng ta sẽ có Hello World ở dưới. Thank you.
Rồi. Thì lần đầu tiên thì nó sẽ được bật máy lên và mọi thứ nó sẽ có cái mức độ chậm chạp nhất định. Và lần thứ hai thì mình bật máy ăn lên thì bạn đã thấy được rất là tuyệt vời. Thì thật ra đây không phải là một video hướng dẫn gì mà chỉ là chia sẻ cái cảm giác mình phải ở studio thôi. Cái video này là hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt.